Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Như hôm nay ăn cơm thì mình thấy là cũng hơi ngán đó các bạn. Thì với lại thời tiết cũng nóng nực nữa thì mình ăn cơm cũng không có nổi ha. Thì mình sẽ làm ra một món như ở nhà lúc nào mình cũng có cái nguyên liệu sẵn hết. Thì cái món đó là tép mỡ nè. Cái tép mỡ này lúc nào là mình cũng có sẵn để ở nhà mình kho cá nè. Còn tôm khô á thì ở nhà mình nấu canh. Hột vịt á thì nhiều khi mình ngán thì mình chiên hột vịt mình ăn. Với lại hành lá, cơm thì lúc nào thì cũng có hết đó các bạn. Với lại mình cũng có ớt nè và tỏi. Thì mình sẽ làm một cái món đó là cơm cháy sốt kho quẹt ha. Thì lúc trước đó là mình cũng làm là cái là cơm cháy kho quẹt đặng mình chấm mình ăn. Thì hôm nay là mình sẽ sốt hẳn lên trên cái cơm cháy luôn. Thì các bạn cùng làm với gia đình mình nha. Mình cũng bắt cái nồi đen lên nè các bạn. Thì mình sẽ múc nước mỡ á, mình để vào đây đặng mình sẽ làm trước cái mỡ hành nha. Mình đợi cái mỡ nó sôi lên rồi á thì mình sẽ cho vào hành lá nha. Mỡ giờ cũng đã nóng nè các bạn, sôi ha. Thì giờ mình sẽ cho vào hành lá luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy một ít muối nè, mình để vào rồi mình sẽ trộn. Trộn hành lá lên. Thì mình cũng sử dụng cái nồi này lại thì mình sẽ phi tỏi lên. Mình phi tỏi cho nó thơm nha các bạn. Còn nếu mà các bạn thích để ớt vào ngay lúc này luôn cũng vẫn được nha. Phi cho nó thơm, cho nó vàng lên và sau đó mình sẽ để gia vị vào thì mình làm kho quẹt thôi. Tỏi mình phi cũng đã vàng rồi ha, thì mình sẽ cho nước mắm vào các bạn. Rồi mình sẽ cho đường vào luôn. Thì kho quẹt này thì tùy theo sở thích của mình tự mình nêm nếm nha. Cho 4 muỗng bột ngọt. Tiêu thì mình cho khá đi cho nó cay cho nó ngon. Rồi mình sẽ lấy cái nước tôm khô nè các bạn, mình sẽ cho vào trong cái nồi nước kho quẹt luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ để cái mật lửa lớn á và mình kho cho nó hơi sắc lại rồi mình mới cho tôm khô nè với lại tép mỡ vào nha. Chứ nếu mà tép mỡ là mình sẽ cho vào trong cái nồi nước này liền á thì một hồi nó sẽ bị mềm, nó sẽ không còn cái độ giòn nữa. Còn tôm khô á thì mình nếu mà mình cho sớm quá thì một hồi nó sắc lại thì tôm khô của mình nó sẽ bị cứng, nó sẽ không có được ngon. Mình để vào sau như vậy mình trộn lên thì cái tôm khô của mình ăn thứ nhất là nó vừa mềm, nó sẽ ăn nó sẽ ngon hơn á các bạn. Kho quẹt cái bây giờ nó đã sánh lên như vậy là được rồi nè các bạn. Thì giờ là mình sẽ cho tôm khô nè, mình sẽ cho vào hết luôn ha. Tép mỡ mình sẽ cho vào luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái muỗng nè mình quậy lên. Rồi sau đó mình sẽ tắt bếp luôn. Ớt thì mình cũng để vào luôn nè. Rồi giờ mình sẽ quậy lên. Một hồi nó nguội á thì cái nước kho quẹt của mình nó sẽ sánh lại. Mình cũng chuẩn bị cái chảo ha, thì mình sẽ cho cơm vào chảo thôi. Rồi bây giờ là mình sẽ trải ra. Một hồi mình sẽ rưới vào đây một ít nước nha các bạn. Cơm này là nãy ở nhà cũng mới vừa nấu luôn. Nên là mình lấy mình làm cơm cháy như vậy nè, cho nó ngon. Thì mình sẽ rưới vào trong cơm á một ít nước nha. Tại cơm á mình nấu nó hơi khô đó, cho nên là mình phải cho thêm nước như vậy nè. Mình giúp cho cơm mình nó sẽ dẻo lại. Rồi mình sẽ trải ra, mình ém xuống.
Này là mình cũng để cái mực lửa cho nó thấp thôi, chứ mình không có để lửa lớn nha các bạn. Để lửa lớn quá thì cơm trái mình nó sẽ bị khét á, nó không có được ngon. Một hồi là mình sẽ trải rộng nha. Tại cơm nó hơi khô nè, chút xíu nữa là mình trải rộng ra nữa là được. Thì cơm á, bây giờ nó cũng đã nóng rồi các bạn. Thì mình sẽ dùng cái giá mình sẽ nhấn xuống. Mình nhấn, mình chảy cho nó đều nha. Mình cứ để mực lửa thấp nhất nha các bạn. Chứ nếu mà mình làm gấp quá thì cơm của mình nó sẽ bị khét á. Một hồi vậy là mình nhấn xong rồi, mình nhớ mình di chuyển cái chảo như vậy nè, chứ mình để hoài một chỗ thì nó sẽ bị khét ha. Các bạn thấy giờ cơm trái của mình đã vàng nè, là nó bung lên luôn rồi nè các bạn. Đó, bạn thấy nó nguyên một bài ha. Thì bây giờ trứng là mình cũng đã đập ra, mình đã khuấy lên rồi, thì mình sử dụng cây cọ này mình sẽ quét lên như vậy. Quét lên cái miếng cơm trái ha, cho nó mình hồi mình để miếng mỡ hành lên nó sẽ ngon ha. Thì cái miếng cơm trái này á, thì một hồi mình sẽ đậy nắp lại để cho nó giúp nó cho nó chín cái phần trứng đó các bạn. Mình chỉ làm một lớp thôi chứ mình không có đổ thôi nha. Mình không có đổ trứng vào, mình chỉ quét lên như vậy nè, giúp cái cơm trái mình nó sẽ ngon hơn. Mỡ hành nè, thì mình sẽ để vào. Rồi mình sẽ dùng cái muỗng nè, mình trải ra. Các bạn tùy theo mình thích ăn mỡ hành nhiều hay ít gì đó thì mình sẽ cho vào nha. Mình bây giờ là mình sẽ đậy nắp lại cho chín, cho trứng á nó chín, rồi sau đó mình sẽ rưới khô quẹt lên. Hộp vịt á bây giờ cũng đã chín rồi nè các bạn. Thì mình vẫn còn để trên bếp nha. Rồi mình sẽ múc khô quẹt. Đây. Mình sẽ trộn đều lên. Mình lướt lên. Rồi bây giờ là mình sẽ để cho nó hơi ráo ráo tí xíu, rồi mình sẽ lấy cơm trái ra nha các bạn. Đây, nhìn ngon quá. Bây giờ cái khô quẹt của mình nè, đó bây giờ nó đã sôi bừng lên với cơm trái ha. Giờ mình sẽ tắt bếp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cơm trái ra. Các bạn nhìn nè, cái dĩa cơm trái của mình nè, có hấp dẫn hay không ha. Các bạn thấy nè, giờ cái dĩa cơm trái mình cũng đã lấy ra ha. Thì bây giờ là mình sẽ cắt ra các bạn. Mình chủ yếu là mình quét cái trứng gà như vậy nè, cho nó có cái màu vàng vàng nè, với lại màu xanh nè, thêm khô quẹt nữa thì nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn và nó hấp dẫn hơn nữa. Với lại hột gà thì nó cũng có cái độ béo á các bạn. Các bạn thích làm hột gà hay hột vịt gì đó cũng vẫn được nha. Các bạn thấy là giờ mình cắt cái miếng cơm trái nè, nó giòn rụm luôn á. Các bạn thấy nó giòn ghê không? Đây, mình sẽ lấy một miếng ra, mình để qua cái dĩa.
mình cũng mời cả nhà dùng chung với mình nha. Đây thì bây giờ là mình sẽ cầm lên mình ăn thử xem như thế nào. Cơm trái nó rất là giòn các bạn, mình ăn nó rất là thơm, nó thơm, nó rất là thơm của trứng gà nè, với lại hành lá nè, ăn thì mình thấy là có cái vị mặn mặn, ngọt ngọt, béo béo. Mình ăn nếu mà các bạn thích mà ăn mặn hơn á thì mình có thể là mình chấm vào thêm một miếng kho quẹt, mình cũng để sẵn vào chén nè. Thì bây giờ là mình sẽ dít mình ăn thử nha, kho thêm có chất mỡ nha các bạn, và ớt nữa. Mình ăn xem thôi. Cái món này ăn rất là ngon và lạ lắm luôn. Hành lá mình quét nha, nó rất là thơm mùi hành lá lắm. Tôm khô mình ăn thì mình thấy nó có cái độ mềm mềm chứ nó không có cứng nha. Còn tôm á, cơm trái thì nó có cái độ giòn nhiều dữ lắm các bạn. Như cái kho quẹt á là mình gửi lên như vậy nè các bạn, nó cũng thấm vào cái cơm trái, là với lại nó cũng có cái độ kết dính của cơm trái đó ha. Thì mình ăn á thì nó sẽ ngon. Thì lâu lâu á thì mình làm ra những cái món như vậy nè thì cho nó lạ lạ, ăn thì nó sẽ không ngán nha. Thì cơm trái này mình ăn chơi, hoặc là kho quẹt thì mình ăn chung với cơm, thì một hồi còn cái kho quẹt á thì một hồi là mình sẽ ăn chung với cơm, còn này là mình dạng như là mình ăn giặt nha các bạn. Thì video của mình á là sẽ kết thúc tại đây. Mình cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích á thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.